Nhà Đá TV xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay Nhà Đá TV xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một căn nhà tại đường số 24A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha quý vị. Đây là căn nhà thuộc khu dân cư cao cấp, khu Tên Lửa. Căn nhà trước màn hình của chúng ta là căn nhà mà Phú muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Căn nhà này có diện tích là 4,5m dài 20m nha quý vị. Nằm trên đường 24A. Đây là trục đường chính trong khu Tên Lửa nha quý vị. Tuy rằng nó ngắn nhưng mà xe cộ qua lại rất là đông. Con đường này có lộ giới là 20m nha quý vị. Và sau đây quay trở lại căn nhà. Thì căn nhà này có kết cấu là 4 tấm nha quý vị, 4 tấm đúc luôn. Với thiết kế là 5 phòng ngủ, 6 toilet. Sảnh dưới của chúng ta là sảnh su. Gồm có là một cái phòng bếp phía sau và toilet. Phía trước, phần sảnh trước thì chúng ta có thể để được 2 chiếc ô tô 7 chỗ luôn nha quý vị. Thiết kế cửa thì gồm có 2 lớp, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa kính nha quý vị. Sau đây xin mời tất cả mọi người vào bên trong căn nhà. Nhà thiết kế nội thất cao cấp, rất là sang trọng. Căn nhà này chủ yếu sơn tông màu chủ đạo là màu trắng như quý vị. Lấy nền gạch màu trắng luôn. Hai chiếc ô tô 7 chỗ đậu trong nhà, nhà vẫn còn rộng. Em xin nhắc lại là căn nhà này có diện tích là 4,5m như quý vị, dài 20m. Này quý vị thấy không, phía sau. Phía sau là tủ bếp, kệ bếp thì cũng sử dụng tông màu trắng luôn quý vị. Nhìn rất là sang trọng nha quý vị. Căn nhà này rất thích hợp cho những cái người nào mà đang có ý định vừa mở văn phòng công ty mà vừa ở. Thì rất thích hợp nha quý vị. Thích hợp tại sao thích hợp thì em nói là ở đây là mình nằm ở trên cái trục đường chính, mặt đường lớn. Mặt tiền rất là đẹp, nhà cao cấp sang trọng. Em xin chia sẻ thêm là về phần nhà này là 4 tấm nha quý vị. Hiện tại trong khu Tên Lửa chúng ta, ví dụ như quý vị nào mà mua được cái miếng đất mà mình xây mới, mình sẽ không xây được 4 tấm nha quý vị. Mình chỉ xây được 3 tấm thôi, hiện tại là 3,5m cũng không cho xây luôn. Cho nên là căn nhà được lợi thế là 4 tấm quý vị, làm văn phòng rất là ok. Tại do hiện tại giấy phép mới của khu Tên Lửa bây giờ mình đã quy định là xây được 1 trệt 2 lầu thôi nha quý vị. Thêm cái chuồng cu cũng không được luôn, chỉ có là 3 tấm thôi. Còn căn nhà của chúng ta hiện tại là 4 tấm rồi nha quý vị, 4 tấm là máy đúc luôn. Cái toilet này là đã hoàn thiện rồi đấy, như quý vị, nhà này đã hoàn thiện hết rồi. Tại do chắc đồ này quý vị thấy không, để mấy cái thùng nước sơn ở trong cho nó gọn á, cho nên nhìn nó hơi bề bộn một xíu, mình chỉ cần mình dọn ra là xong, ok. Thì sau đây em xin mời tất cả mọi người mình đi lên trên lầu nha. Phần dưới chân cầu thang này chúng ta có trang trí một cái phần, cái này là giống cái bồn đá thôi, tạo cho căn nhà mình có sự ấm cúng quý vị. Phía trước sảnh đậu 2 chiếc xe hơi. Cái bề ngang nhà mình là 4,5m, đậu xe hơi vào hai bên vẫn còn trống. Nói chung không gian nhà này là khá là rộng. Em rất là thích cái kiểu nhà giống như vậy. Không gian phía trước rộng, mình có thể để được xe hơi. Phía sau là mình có cái phòng bếp. Cái bàn mình đặt một cái bàn ăn phía sau á, tạo sự ấm cúng cho gia đình mình rất là nhiều luôn. Phía trước này ví dụ như gia đình mình có 1 chiếc xe hơi á, mình đậu 1 chiếc, còn phần mình chừa 1 khúc phía sau mình làm cái phòng khách. Mình có tận dụng là mình để cái sofa với lại lắp tivi bên hông đó. Bây giờ em đi lên trên lầu á quý vị, mời quý vị đi theo em lên trên lầu. Thì em đứng đây em chờ cho cửa nó đóng xuống rồi em đi lên trên lầu, xe để trong cho nó an toàn. Thì lầu 1, lầu 2, lầu 3. Riêng cái lầu 2 này sẽ có 2 phòng, 2 toilet quý vị. 2 phòng khá là rộng quý vị. Lầu 2, lầu 3 sẽ giống nhau. Riêng cái phần lầu 4 thì nó chỉ có 1 phòng, 1 toilet thôi. Nó là 1 phòng rộng suốt. Đây là quý vị. Toàn bộ căn nhà được trang trí tông màu trắng, khá là sáng. Em vào bên trong toilet em không mở đèn luôn cho quý vị xem nè. Đây, có bồn tắm. Rất là đẹp nha quý vị. Do em không mở đèn á, cho nên thấy nó không có sáng. Nên rất là đẹp quý vị. Lavabo, cái phần lavabo cũng khá đặc biệt á. Nhìn nó bắt mắt nha. Rồi bên hông phía ngoài của mình sẽ có một cái tủ. Đây là tủ áo như vậy. Tủ áo, có tủ luôn. Rồi không gian phòng trước của chúng ta sẽ có ban công.
khá là sáng quý vị. Nói chung là không gian khá là rộng, phòng rất là rộng quý vị. Riêng cái phần mà cái tầng 2 này nè, có cái ban công rất là rộng quý vị. Ở trên tầng 3 thì ban công nó sẽ nhỏ lại hơn. Cái phần tầng 2 này ban công rộng lắm quý vị ơi. Đây, em lùi đi ra ngoài quá, cho nên mình đứng ở trong mình, em quay ra cho quý vị xem thôi. Còn cái phần rèm cửa của nhà này thì chủ yếu là sử dụng màu xám quý vị, màu xám xanh. Rồi sau đây em sẽ đi vào phòng phía sau. Rồi phòng phía sau chúng ta cũng sẽ có một cái toilet. Đây, toilet này thì nó sẽ không rộng bằng toilet phòng phía trước, nhưng mà nó sẽ có một cái nhà tắm. Ví dụ như đây nè, cái gì đi vào trong không? Đây mình tắm thì mình kéo cửa kính lại mình tắm. Rồi phía sau thì mình cũng có cửa sổ luôn nha quý vị. Phòng phía sau cũng có cửa sổ luôn. Tại nhà mình có chừa lùi khoảng sân lùi sau đó. Còn phần cửa này, hoa văn đơn giản mà sang trọng quý vị. Đây là cửa gỗ nha. Rồi ổ phá tay cầm inox thôi. À quý vị thấy không? Thì cái phòng phía sau này nó sẽ nhỏ hơn phòng phía trước, nó tầm khoảng một nửa phòng phía trước thôi, nhưng mà cũng khá là rộng đó quý vị. Này mình đặt giường tủ bàn ghế rồi đầy đủ hết luôn vẫn được, tại vì ngang của nó 4,5 mét quý vị. Đây, khá là rộng. À được cái là có toilet ở trong là ok rồi. Rồi mình lên lầu 3 quý vị. Ở trên lầu 3 thì nó không giống tương đồng như vậy thôi, nhưng có cái khác là cái phía trước cái phần nhà tắm nó sẽ khác, nó không có bồn tắm, nhưng mà cái phần nhà tắm nó sẽ rộng ra, mà nó xây cửa kiến. Thì ở cái phần này, cái lầu này thì em chỉ cho quý vị xem cái phần phòng phía trước thôi, tại cái phòng phía trước nó có cái khác ở chỗ cái nhà tắm nè, còn cái phòng phía sau thì nó giống nhau cho nên em sẽ không quay nha quý vị. Ở trên đây em sẽ mở đèn lên cho quý vị xem. Phải ra bật cầu dao lên, mở đèn lên thì nó sẽ đẹp nha quý vị. Lúc nãy ở dưới em lười, em không mở đèn, quay nó hơi tối xíu, nó không lấy được nét HD. Đây. Rồi, ở trên phòng này chỉ khác biệt là cái nhà tắm thôi. Giờ bước vô trong này, đó, cái lavabo cũng khác luôn. Này, phòng tắm thì có phòng kính thôi. Đó, cái toilet hiện nằm kế bên. Khác chứ cái lầu dưới nha quý vị, lầu dưới là cái bồn tắm, còn đây là phòng tắm này không có bồn tắm, chỉ khác như đó thôi, còn lại là ngoài ra là nó cũng tương đồng giống nhau quý vị. Tủ cũng giống nhau nha, tủ áo và tủ âm tường này nó khá là giống nhau luôn. À còn một cái khác nữa, đó là cái ban công quý vị. Ban công phía trước này thì nó nhỏ hơn ban công phía dưới. À, phòng thì rất là rộng quý vị. Cái phần rèm cửa thì sử dụng là rèm hai lớp nha quý vị, cũng giống như ở dưới lầu dưới luôn, thì có hai màu thôi, màu xám và màu trắng, rèm hai lớp. Phần ban công thì nó nhỏ hơn ở dưới thôi nha quý vị, chứ thật ra ban công thì khá là rộng quý vị ơi. Rồi bây giờ thì em đi lên lầu trên luôn quý vị. Cái phần này thì em sẽ không có quay cái phòng phía sau nha, tại cái phòng phía sau nó giống rất là giống phòng ở dưới luôn, cho nên là em không quay. Thì tới đây em cũng xin chia sẻ luôn cái nhà này ấy, là sổ hồng hoàn công đầy đủ quý vị. Và cái giá chủ nhà muốn chia sẻ là 14.800.000 đồng. Giá này còn thương lượng nha, mình sẽ được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng như quý vị. Rồi sau đây mình đi lên lầu 4 nè quý vị. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái phòng suông hết ở trên luôn, là không có toilet nha. Thay vì cái phần bên đây nó có toilet thì cái phòng trên đây nó không có toilet. Và cửa là sử dụng cửa kiến luôn. Cửa kiến. Đây. Ở đây cũng sử dụng rèm hai lớp quý vị. Màu trắng và màu xanh. Cái này xanh xám sao nè. Đó. Bây giờ em sẽ đi ra ban công nha. Ở cái phần này mình đi ra ban công, tại ban công ở đây nó cũng khá là rộng và đẹp. Mở cửa đi ra ngoài ban công, em quay xuống đường cho quý vị xem. Xem thử cái căn nhà của mình nó đẹp như thế nào nha. Ở trên này nhìn xuống khá đẹp, đường rộng lắm. Đây, cái phần ban công ở dưới cũng giống như vậy quý vị. Mà ở dưới thì nó có một bên là cái
vách tường đó, nó chỉ có một cái cửa ra thôi, còn đây là mình cửa bốn cánh luôn. Ở trên trần nè. Cái phần lan can của chúng ta toàn bộ đều là lan can làm bằng kiến quý vị. Có một thanh sắt thôi trắng kiến. Nguyên cái dãy đường này thì nhà đa số là 3,5 tấm hết. Chỉ có một vài căn là đặc biệt, giống như căn của mình là 4 tấm thôi. Đường rộng nha quý vị. Đây, dưới sàn nhà mình nè, lót gạch khá là đẹp luôn. Rồi bây giờ em đi ra phần phía sau nha. Phần phía sau chúng ta thì chỉ có một cái toilet với lại có một cái khoảng sân. Cái khoảng sân này có thể chúng ta để tận dụng là phơi đồ á quý vị. Nếu mà quý vị nào mà làm văn phòng công ty thì cái phần này là mình để sắp xếp cho nhân viên nó ngồi. Mình sắp set up cái phần văn phòng cho nhân viên thì khá là ok đó quý vị. Đó. Đây, phía sau có một cái toilet. Toilet cũng tương đối là vừa thôi, không to. Nói chung trên đây chỉ sử dụng là để đi vệ sinh chứ không tắm gì đâu. Toilet này vừa thôi. Ở phần phía ngoài thì có chừa. Đây. Chừa lỗ để chúng ta đặt máy giặt đây quý vị. Cái khoảng này là mình đặt máy giặt nha. Đây cái ống là ống hốc nước. Phía trên là cái ống đường nước quý vị. Đây. Này để dành mình gắn máy giặt thôi. Có ổ điện nè. Đó. Rồi cái phần phía sau này là cái khoảng sân. Khoảng sân này mình để phơi đồ quý vị. Bây giờ em sẽ ra ngoài phía sau chúng ta xem thử. Và em sẽ đi lên trên máy luôn. Đây quý vị hả, phía sau này cũng nói chung là tương đối rộng, tầm khoảng 16 m² thôi, 16 m² gì đó. Bây giờ mình đi lên trên máy luôn cũng được nữa. Và cái phần này mình ở đây mình phơi đồ, cái phần này phơi đồ thoải mái nha. Ở chúng ta có hàng rào sắt là hết rồi, cho nên là nhà của chúng ta cũng khá an toàn quý vị. Do nhà của chúng ta cũng cao đó, cho nên mình hàng lên là khá cao rồi. Rồi mình đi lên trên mái nhà nha. Mái là mái đúc luôn quý vị. Đó, đây là trên mái nhà. Thì có đặt một cái bồn nước. Mái đúc. Trên mái nhà đổ này có lót gạch, nhìn khá là sạch sẽ quý vị. Thì clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc nha quý vị. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Gác Môn sớm tìm được người hữu duyên với căn nhà này. Quý vị nào mà còn thắc mắc hoặc là muốn đi tham khảo xem căn nhà này thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại là 0909 049 383 nha.